chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem ngày tốt của phong thủy lộc tài thì chúng ta đã đồng hành gần một năm cùng nhau trong chương trình xem ngày tốt xấu thì quý vị hãy cho tôi những cái cảm nhận và những cái đánh giá ở bên phần ô bình luận bên dưới về việc là chọn ngày tốt xấu mà quý vị đã ứng dụng áp dụng bằng những cái ngày tốt mà phong thủy lộc tài cung cấp trong suốt thời gian một năm qua xem những cái ngày tốt đó quý vị dùng vào những việc thì được như thế nào những ngày tốt, xấu dùng thì có vấn đề gì không thì chúng tôi cũng rất mong là nhận được những đóng góp của quý vị và các bạn để chương trình ngày được hoàn thiện hơn Hôm nay tôi đã cùng quý vị và các bạn phân tích về ngày tốt tháng 11 âm lịch năm 2021 Tân Sửu thì cũng gần một năm rồi chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong cái chương trình là chọn ngày tốt xấu để làm những việc lớn và đặc biệt những cái dịp cuối năm thì chúng ta làm rất nhiều, rất nhiều việc như là nhập trạch vào nhà mới này, bốc lại bát hương này, khai trương cửa hàng, mở cửa hàng, buôn bán và những dịp cuối năm này thì rất là tốt để cho một cuối năm là cái thời 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 cơ mà chúng ta tăng doanh thu, tăng doanh thu và và hoạch định lại những cái kinh tế, những cái mục tiêu, nhìn lại những cái mục tiêu và chiến lược trong năm mình đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm. Và đây cũng là thời thời điểm mà quý vị cần phải phấn đấu hết mình để lựa chọn ra cho mình những cái để hoàn thiện nốt cho mình những cái mục tiêu còn lại của năm. Thì cũng giống như những lần trước, những, những 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 ngày tốt mà chúng ta đã xem trước đây thì chúng tôi cũng đều dựa vào những cái tài liệu cổ mà đã được lưu truyền hàng ngàn năm nay như là lịch vận sự này, đồng công, ngọc hạp thông thư và lịch vận niên. Đây là những tài liệu cắt trạch chuẩn và được hầu hết các thầy phong thủy chuyên dùng và ai ai thầy đã là thầy phong thủy thì thầy nào cũng sẽ có những cái tài liệu này quý vị lưu ý nhé thì tháng 11 âm lịch thì tương ứng với ngày khởi là ngày mùng 4 tháng 12 dương lịch ngày mùng 1 âm lịch năm 2000 à, thập của tháng 11 là ngày Bính Tuất tháng 11 là tháng đủ, kiên là canh tí, tức là tháng này là tháng canh tí. Thì vẫn như những lần trước thì chúng tôi trình bày dưới dạng thập nhị địa chi, tức là 12 địa chi thì bằng cách này thì quý vị cũng có thể là an trên lòng bàn tay mình để xem được những ngày tốt xấu. Như đợt trước tôi cũng đã hướng dẫn quý vị về cách an về thiên can và địa chi thì bao giờ cũng thế bắt đầu từ tí xỉu dần mão và đến cuối cùng là hận thì trong mỗi cái ngày này thì chúng tôi đã đều ăn thiên can địa chi và ngũ hành ngày ngày tốt cùng ngũ hành <laughs> ví dụ là ngày tí chẳng hạn thì ngày tí là ngày dương thì sẽ có gồm có những ngày là tức là địa chi dương thì sẽ đi với thiên can dương bao gồm các ngày là giáp bính mậu canh nhâm thì trong tháng 11 này thì ngày ngày tí thì bắt đầu từ ngày mùng 3 là ngày mậu tí tiếp theo cộng với 12 thì sẽ là ngày 15 là nhâm tí à, canh tí và cộng theo 12 nữa là ngày 27 tên quý vị chỉ cần biết một ngày vị ngày mùng 1 thì quý vị hoàn toàn suy ra được những ngày khác bằng cách là bấm trên tay Đấy, bấm trên tay Đấy, thì cái này quý vị có thể là chỉ cần nhớ đúng một ngày thôi thì quý vị có thể tìm được những ngày khác tương ứng là những ngày gì thì đầu tiên để lựa chọn được những ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thì tháng 11 là tháng canh tí. Canh tí thì trực kiến là tại tí. Tháng tí thì xung phá là những ngày ngọ. Những ngày ngọ và những người tuổi ngọ. Thì đặc biệt những ngày ngọ là ngày nguyệt phá, chúng ta không sử dụng trong tháng tí. Ngày ngọ thì bao gồm ngày mùng 9 giáp ngọ và ngày 21 bính ngọ Là ngày nguyệt phá chúng ta không dùng Tiếp đến là ngày tam nương Ngày tam nương thì sẽ bao gồm ngày mùng 3 là ngày mậu tí Ngày mùng 7 là ngày nhâm thìn Ngày 13 là ngày mậu tuất Ngày 18 thì là ngày quý mão Ngày 22 thì sẽ là ngày đinh mùi Và cuối cùng là ngày 27 bảy thì là ngày nhâm tý đó là những ngày tam nương mà chúng ta cần loại bỏ thứ hai là chúng ta loại bỏ ngày con nước ngày con nước trong tháng 11 âm lịch sẽ là ngày mùng 9 và ngày 23 mùng 9 thì tương đương là ngày giáp ngọ thì là ngày nguyệt phá chúng ta đã loại bỏ rồi và ngày 23 là ngày mậu thân là ngày con nước chúng ta cần loại bỏ ngày dương công kỵ của tháng 11 sẽ là ngày 21 ngày 21 cũng là ngày bính ngọ là ngày nguyệt phá chúng ta đã loại bỏ ở trên. Tiếp theo sát chủ trong tháng này là những ngày dần. Ngày dần sát chủ bao gồm ngày mùng 5 canh dần, 17 nhâm dần và 29 là giáp dần là ngày sát chủ chúng ta loại bỏ không dùng. Ngày Thọ tử trong tháng này là ngày Mão. Ngày Mão bao gồm ngày mùng 6 tân Mão, 18 quý Mão và ngày 30 là ngày ất Mão. 3 ngày này là ngày thụ tử chúng ta cũng loại bỏ không dùng. Tiếp đến là ngày thiên địa chuyển sát. Thiên địa chuyển sát là ngày Bính Tý và ngày Nhâm Tý thì ngày Nhâm Tý thì đã là ngày Tam nương chúng ta đã loại bỏ rồi. Bây giờ chúng sau khi đã loại bỏ hết những ngày xấu của tháng. Đấy, thì quý vị đã có thể dùng những ngày khác là hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà để lựa chọn được trong tháng 11, những ngày tốt trong tháng 11 được tốt hơn và quý vị dùng để được uh, nhiều tài lộc và may mắn thì chúng ta hãy sử dụng tài liệu đồng công đây thì trong lịch vận sự đồng công cũng có nói về những cát tinh và những hung tinh mà chúng ta cần phải loại bỏ trong tháng để được được được, được các lành nhất đấy thì từng ngày từng ngày trong tháng thì đợ, trong này cũng có nói là lịch vận sự cũng có nói là ngày có những cái cái gì ví dụ như tinh là cái gì hung tinh là cái gì và sao là sao gì ví dụ ngày một ngày tí là sao hư ngày uh, xỉu là sắt đầu chẳng hạn đấy vân vân thì cứ theo thứ tự đến hết đồng công có nói là tháng 11 là đại tuyết và đông chí trước đông chí một ngày thì là tứ ly đấy. sau đại tuyết là tam sát tại nam thì các phương tị ngọ mùi kỵ tu tạo động thổ tức là tam sát tại nam về phương nam ấy, thì bao gồm tị ngọ mùi tỵ thì là ở đông nam tức là những những nhà mà hướng tỵ tọa hợi hướng tỵ đấy và tọa tý hướng ngọ và tọa xỉu hướng mùi thì là không nên tu tạo động thổ trong cái tháng này đầu tiên thì ta xét về những ngày trong tháng thì ngày ngày tốt đầu tiên chúng ta xét là ngày tí thì ngày tí là trực kiến thì có hỏa tinh Giáp tí có thiên xá, có tấn thần nhưng lại bị nghiệp kiến xung phá, đơn giản là không dùng. Ngày bính tí cũng không không dùng. Nói tóm lại là những ngày tí trong tháng, những ngày tí trong tháng thì là những ngày chủ về chủ về lợi trước hại sau và nói chung là băng tan ngoái vỡ. Đúng không nói đây, chủ về lợi trước này, lúc băng tan ngoái vỡ. Vì vậy những ngày tí trong tháng này chúng ta không sử dụng. Ngày thứ hai là ngày xỉu. Ngày xỉu tuy nhị hợp với lại tháng nhưng mà ngày xỉu lại có thiên ôn đấy ngày xỉu là trước trừ này có thiên ôn này ất xỉu đinh xỉu thì ngày ất xỉu thì trong tháng này không có vị trí tháng trong tháng 11 thì có ngày kỷ xỉu là ngày mùng 4 tân xỉu là ngày 16 và ngày quý xỉu là ngày 28 thì là những ngày thứ cát dùng được như vậy ngày xỉu ta có 3 ngày là mùng 4 kỷ xỉu, ngày 16 tân xỉu và ngày 28 là ngày quý xỉu thì chúng ta có thể dùng được. Ngày dần thì là ngày sát chủ chúng ta đã loại bỏ rồi. Ngày mão là ngày thụ tử thì chúng ta cũng đã loại bỏ rồi. Bây giờ chúng ta đã xét đến những ngày thìn. Ngày thìn thì là tuy gọi là tốt nhưng lại mắc phải thiên lao địa võng. Quý nhân chẳng đến, kinh doanh thì chẳng lợi, lại bị sát tập nhập trung cung, nếu phạm phải sẽ giết người và làm ngày hung. Duy có ngày nhâm thìn, nhâm thìn thì tuy phạm vào quan phù nhưng lại có thiên đức, huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, nên chỉ an táng, an môn, giá thú, nhập trạch. Các việc khác dùng thì phải cẩn trọng, vì phạm vào ngày tử khí phạm quan phù Đâm ra là những ngày thìn trong tháng này Thì cũng là ngày không tốt Chúng ta cũng loại bỏ không dùng Những ngày tị Thì Ất tị là Và ngày quý tị Tức là ngày ngày Ất tị là ngày 20 Và ngày quý tị là ngày mùng 8 Thì có các cắt tinh Như là Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng Địa Hoàng, che Chiếu Chỉ nên An Táng, An Môn Hưng Công, Động Thổ, Giá Thú Nhập Trạch, Xuất Hành khai trương làm mọi việc thì nếu chọn ngày đó thì thêm nhân khẩu vượng gia đạo sinh quý tử tăng điền địa là ngày đại cát như vậy ngày tỵ trong tháng 11 âm lịch này là ngày đại cát thì bao gồm có hai ngày mùng 8 là quý tỵ và ngày 20 là ngày ất tỵ là hai ngày đại cát <laughs> Ngày ngọ là ngày nguyệt kiến xung phá, là ngày nguyệt phá thì chúng ta đã loại bỏ rồi. Bây giờ ta xét đến ngày mùi. Ngày mùi thì có hai ngày, ất mùi là ngày mùng 10, ngày 22 là ngày đinh mùi thì ngày đinh mùi thì đã phạm vào ngày tam nương, chúng ta đã loại bỏ beta set. Xem đồng công nói gì? Thì đồng công có nói là ngày đinh mùi nước biển gặp lúc trong sạch, nếu dùng thì trăm việc đều toàn cát. Tức là ngày đinh mùi này. Tuy phạm tam nương nhưng mà dùng thì vẫn được cát. Nhưng mà quý vị dùng thì cần hết sức lưu ý. Lưu ý tại vì ngày tam nương thì chủ về tan vỡ. Còn ngày ất mùi thì là sắp tập nhập trung cung Xấu không dùng được Vị trí những ngày mùi về tổng quan thì đều là xấu Không nên sử dụng <laughs> Tiếp đến ta xét ngày thân Ngày thân có 2 ngày Trong tháng 11 đó là ngày 11 bính thân Và ngày thứ hai là ngày mậu thân là ngày 23 Thì ngày 23 thì bị vướng vào ngày con nước Thì chúng ta đã loại bỏ rồi Bây giờ ta xét ngày bính thân Bính thân và mậu thân Thì đồng công có nói Ngày bính thân dùng làm việc Sẽ bị phạm đến quỷ khóc thần gào Cũng không Cũng nên phải cẩn thận Đấy, Cẩn thận tức là cái ngày này Cũng không dùng được Còn ngày mậu thân Mậu thân thì cũng xấu Không dùng Mậu thân là lúc ngũ hành vô khí lại gặp ấy, thì cũng không nên dùng. Tóm lại ngày thân chúng ta không nên sử dụng. Có hai ngày thân ta loại bỏ luôn. Tiếp đến ta sẽ đến ngày dậu. Ngày dậu ấy, thì bị phạm tiểu hồng sa. Có đáo châu tinh, công việc liên quan có đến ấy, có đến cửa quan ấy, thì rồi cũng sẽ bị tan. Trước thì được nhưng xong thì tan. Chủ về sự tan vỡ. Chỉ có mai táng là được đại cát, là, là được thứ cát nhầm. Còn mọi việc như là khởi tạo, khai trương, xuất hành, nhập trạch, giá thú thì nếu dùng thì sẽ bị phạm thị phi, lãnh thối, tổn thương tiền của các ngày dậu khác cũng chẳng lợi. Tóm lại về cái ngày dậu ấy thì chỉ có thể an táng được thôi. Còn lại mọi việc không nên dùng. Đinh dậu và kỳ dậu thì chỉ học phải an táng. An táng thì chọn vào ngày dậu này thì là ok những uh, ai mà muốn là ngày bốc bốc mộ chẳng hạn hoặc là sang cát thì có thể chọn vào ngày dậu này nhưng mà cũng phải hết sức lưu ý thì quý vị nếu muốn chọn thì cứ liên hệ với phong thủy lộc tài để được tư vấn kỹ hơn tiếp theo ngày dậu là ngày tuất ngày tuất thì sẽ có 3 ngày mùng 1 là ngày bính tuất ngày 13 là ngày mậu tuất và ngày 25 là canh tuất thì ngày tuất thì phạm vãng vong Đấy. Tiểu táng thì cũng phải cẩn trọng trong lúc Đấy. Tiểu táng cẩn trọng trong lúc gấp Tức là ngày tuất thì được thứ cát Bây giờ xét từ ngày tuất này Ngày mộ tuất và ngày bính tuất Tức là ngày mùng 1 và ngày 13 Thì bị sát tập nhập trung cung Nên các việc về không nên dùng Tức là ngày mùng 1 và ngày 13 Thì là bị sát tập nhập trung cung không dùng còn ngày 25 canh tuất thì cũng là ngày xấu, ngày 25 canh tuất cũng là ngày xấu, ngày kim tự chết không làm được. Vị trí những ngày tuất ta không sử dụng. Cuối cùng ta xét đến ngày hợi. Ngày hợi thì có các ngày như là ngày mùng 2 đinh hợi, ngày 14 là ngày kỷ hợi và ngày 26 là tân hợi. Ngày kỷ hợi 14 thì có sao văn xương quý hiển và có có các cát tinh như là Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Liên Châu, Thiên Đăng, Tụ Lộc, Đới Mã, Kim Ngân, Khố Lầu, Bảo Tàng cũng cùng chiếu nên là việc khởi tạo kinh doanh thì trăm việc đều cát. Đấy, tức là ngày kỷ hợi này. Ngày kỷ hợi là ngày đại cát. Ngày đinh hợi thì là thứ cát ngày tân hợi là ngày kim của đàn bà âm phủ quyết hiếm một năm bốn mùa thì có ngày tân hợi thuộc tháng 2 là tốt ngoài ra thì cũng không tốt tức là ngày tân hợi này chỉ có tháng 2 là tốt thôi còn tháng 11 không tốt ngày đinh hợi thì được thứ cát tự chi trong những ngày hợi thì chúng ta có thể dùng được hai ngày ngày đinh hợi là ngày thứ cát và ngày kỷ hợi là ngày đại cát như vậy chúng ta vừa xét xong và những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch năm 2021 thì tôi sẽ tổng hợp lại và nói lại cho quý vị những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch gồm những ngày sau có 3 ngày đại cát trong tháng 11 đó là ngày mùng 8 ngày quý tỵ ngày 14 là ngày kỷ hợi và ngày 20 là ngày ất tỵ thì tất cả những ngày này chúng tôi nói đưa ra cho quý vị thì đều là những ngày âm lịch quý vị nhớ nhé những ngày âm lịch đều là những ngày âm lịch thì ngày âm lịch thì mới có can chi còn dương lịch thì không có những ngày thứ cát thì có các ngày mùng 2 là ngày đinh hợi ngày mùng 4 là ngày kỷ sửu ngày 16 là ngày tân sửu và ngày 28 là ngày quý sửu đấy vị chi trong tháng 11 âm lịch thì có tận 7 ngày tốt cho quý vị lựa chọn thì quý vị nếu dùng những ngày này thì không cần kiên kỵ điều gì chỉ cần kiêng tuổi xung, xung khắc với ngày hoặc là hình hại với ngày thì cái những cái tiêu chí đấy thì tôi đã trình bày trong các video trước thì quý vị có thể vào tìm hiểu lại và xem lại để để việc lựa chọn ngày cho mình được hanh thông nhất. Thì vừa rồi tôi đã cùng quý vị và các bạn là chọn ra những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thì mọi thắc mắc quý vị có thể liên hệ trực tiếp với 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 hotline của chương trình thì đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát cùng chúng tôi sẽ sẽ tư vấn cho quý vị về những ngày tốt xấu trong tháng 11 âm lịch cũng như trong những tháng tiếp theo hoặc năm tiếp theo để làm những việc như là động thổ, làm nhà, khai trương, nhập trạch, xuất hành hoặc là an táng, bốc mộ hoặc là an táng bốc mộ sang cát đấy. Để mọi việc từ việc âm phần đến việc dương trạch được hanh thông thuận lợi thì trong thời gian qua thì quý nhờ sự đóng góp của quý vị mà chúng tôi đã cải tiến và giúp cho chương trình ngày một hay hơn ngày một bổ ích hơn và càng dễ hiểu hơn thì quý vị đừng ngần ngại hãy cho chúng tôi những lời góp ý để cho chương trình ngày được tốt hơn phục vụ quý quý vị và các bạn được chu đáo hơn quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất và hữu ích nhất từ chương trình của phong thủy lộc tài à, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của phong thủy lộc tài